Chào các bác, chú anh chị em. Bảo tàng Hà Nội các bác nhá, chỗ đường Phạm Hùng ấy. Đấy lại trong cái khu trung tâm hội nghị quốc gia ấy. Thì đang có bày một số cái cây ở đây thì vào để xem các bác nhá. Cũng có một cái bác vừa bảo em nhà em gần đây mà em hôm nay em mới để ý, mới có mang ra đây thôi, chắc là triển lãm thôi. Và đằng kia khá là nhiều, một số cây thôi, cũng chưa chắc mới thôi. Thì vào để quay xem nào các bác nhá. Thì rồi. Đây, chính giữa cửa của bảo tàng Hà Nội các bạn đang có cây. Đây, với vào bảo tàng đây. Em đang đứng ở chỗ dưới cái sảnh của nó. Bây giờ là đây có một số cái cây mà nhìn quen quen đây rồi. Có cái cây hoa sứ của bác Tạ Huỳnh tiếp gần kia. Để tí quay xem. Ở đằng kia thì rất nhiều. Đấy, gặp lối đi. Bây giờ là quay khu vực chính diện trước nha các bác nha. Là đi nó hơi giật tí con nhé. Từ ngoài vào đi, cho nó đầy đủ đi. Xấu cũng quay, nhưng mà tất nhiên triển lãm thì không có cái xấu đâu, trưng bày không có cái xấu đâu các bác. Đấy, có con Nam Biển thì đẹp, nhưng mà đi từ đầu các bác nhé. Tác phẩm Xanh Ôm Đôn Voi này các bác này. Xanh già, rất già, Ôm Đôn Voi. Nguyên thì cốt thì ok nhưng mà tay tán thì lởm quá. Thôi được, nói chung là trưng bày cũng có chút nét gì đấy, chưa chăm chút cho lắm. Đây, trải nghiệm hoa cái kẻ Thăng Long. Nhưng mà chỉ thích cái đôn voi với cái độ giả cây được, chỉ còn có vẻ không được chăm chút cây cho lắm. Còn chăm chút cây cho lắm. Hơi tối rồi các bạn, hơn 6 giờ chiều rồi, mình làm về muộn quá. Đấy, nói chung là con này thì lướt thôi, không cốt thì ok đấy, nhưng mà nói chung là không được chăm chút. Đây là một tác phẩm gọi, tôi tạm gọi là Sida đi, à quên, Xanh Đa nhầm. Rồi các bác cửa. Từ tao nói mình, một số bác bảo em cẩn thận không mắc bệnh ấy. Nói chung là nói đang nói chuyện với các bác đấy, chứ không phải là tự nhiên không nói gì nữa cũng dở hơi. Đấy. Có cái tán Nam Biển dưới. Đó là ok. Ôm cái đà này, nói chung là đậm chất miền Bắc. Đài cũng không quay. Ai ông này, ông Nam Biển này thì cực kỳ là ok rồi. Nam Biển này, đấy, rất hoàn thiện mà là rất khỏe. Bệ, từ bệ cho đến tay chi răm, thân thế ok, rất là ok. Vào nha các bạn nha, rất sạch sẽ rồi. À, người chơi mịn lâu năm rồi, sạch sẽ này, nhìn các bác này. Đấy, dăm chi sạch sẽ. Nhất là từ bệ nhé. Từ bệ cho đến dễ rêu cỏ. Và lâu năm rồi. Bệ trải rất kinh khủng. Bàn tay của em bé tí so với cái bề thế của nó. Xa tí nhìn được rồi. Đấy. Bông dăm của nó thì dày vô cùng. Nam Điền rất là dày. Xanh quê khó mà địch rồi, rất là dày và cứng rồi. Rất ngồi được lên trên này, nằm lên trên này, nó như là những cái bụi ruối ngày xưa. Con nào ở quê thì biết, rất rụt rịt, rất khỏe khoắn. Xanh chi các bác bảo là bây giờ không chuộng nhưng mà những cây đẹp thì vẫn luôn ok, vẫn luôn tiền tỷ. Tiền trăm, tiền chục là ngon rồi. Các bạn nhìn nhé, rất sạch sẽ, cây rất sạch sẽ, tỷ lệ rất ok, từ con tử cho đến con mẹ này, con cái này. Đấy, mắc lượng rất hợp lý, từ thân cho đến đường chuyển rất hợp lý các bạn, không bị thô đoạn nào, tay chi cũng không bị rối, rất khỏe, chi rất khỏe các bạn.
có thời gian thì mỗi cây làm một clip riêng các bác nhỉ. Nhưng mà thôi, bác xem sơ sơ rồi nhà các bác ra, ra đây các bác chơi có vui chứ. Ủa, con tùng này nhìn lá nó thích không? Quay không? Đấy, các bác nhìn rất thích, cực kỳ đẹp, lá rất đẹp, dòng tùng này lá nó rất là đẹp các bác. Từ xa thì có nhà nó to đấy, rất là to, đấy, cao cả chậu tầm 2 mét, nó to, rất là to. Để à, cũng mới cho lên chậu rồi các bạn, mới cho mới thay chậu chứ, nghĩ là mới thay chậu, bệ nó cũng chưa được sạch sẽ lắm, bởi vì là có thể là mới thay chậu và chăm chút tay tán. Nói chung là một cái cây rất là ok. Đấy, cực kỳ xung xuê. Nhìn cái lá nó như nhựa các bác nhé. Lá nó như nhựa. Đấy, như là nhựa. Xung quanh không vào. Mày cố gắng quay bình tĩnh nhưng mà sợ nó tối các bác. Đấy, nhìn cái tay nó đuôi à. Mặt này sẽ nhìn rõ hơn nữa. Mặt kia, mặt chính diện, mặt này thì nó có cái cành chìa ra gây chọc mắt, tức mắt. Xem. Rồi, cây này như vậy thôi. Còn hoa giấy này rất quen quá. Nói chung là như những cái chỗ triển lãm thì nhìn một số cây mà nét thì rất là quen. Để thường nó sẽ mang từ chỗ này sang chỗ kia. Hoa giấy tím. Cây tím rất đẹp. Mấy ông khựa kìa các bác. Mấy ông khựa đang đi xem cây à. Nhìn thấy mấy cây bác Tạ Huỳnh đậu ở kia rồi. Con Việt Quế, mấy con xanh và xanh Nam Điền và nói chung là khu vực của bác Tạ Huỳnh đi rồi. Cả con xanh cổ này. Đấy, nhìn là biết rồi, chưa cần đặt tên, chưa cần xem biển. Bây giờ quay trở lại cái hoa giấy này nhé. Hoa giấy này nhé. Đấy, cũng còn vắng lắm bởi vì nó mới. Chắc các bác nay mai là các bác đổ ra đông xem ngay thôi. Dưới trên cây thì biết hết cả mà. Có điều các bác nào ra là cũng chưa thôi. Cây dáng siêu. Song siêu. Song siêu. Những cây dáng siêu thì tôi luôn một cái mai cảm giác nó mềm mại uyển chuyển các bác nhỉ. Thích không? Đấy. Rất hay. Có cái đoạn cân bệ thì ok này. Nhưng mà cái độ quái thì khu cục cho đến cái hốc hác này thì tay tán, nói chung cây này già lắm. Già. À, không cần nhiều hoa này quá. Đấy, thế thôi. Chung một con hoa giấy rất hay. Rất đẹp. Đấy, hôm nay xem mấy cái triển lãm tí thay đổi không khí cho sướng chứ. Xem mãi chợ búa nó cũng buồn các bác nhỉ. Một con tùng lá hán nữa rất hay. Còn song thụ. Song thụ. Đấy, bác Tạ Huỳnh kia rồi. Song thụ. Đấy. Cây đang tập kết đầy xe tải kìa các bác. Chắc nay mai là nhộn nhịp lắm này. Không may mới à, đánh hơi được. Đánh hơi. Tùng này nó cao quá nhưng nó rất là ok, nó cao quá. Cái da nó nhìn thích chứ. Thôi, cao to này thì xem tổng quan thôi các bác ạ. Đấy, ta ra đằng kia ta xem một số cái cây nó vừa với tầm camera và trời nó cũng không được sáng nữa, cho nên là quay những cây nó to, nó ung tùm là rất là tối. Màu xanh rất sạch sẽ.
có vẻ như là của bác Tạ Huỳnh. Sạch sẽ, rất đầy đặn rồi. Có mình tôi một góc sân các bác. Muộn rồi mà. Giá một chủ nhật chắc là đông lắm. Tiếp theo có một con này cũng rất hay, tổng thể đấy các bác nhé, làng này tổng thể chi tiết một cái, những cái cây đẳng cấp thì các bác nhìn về cái nhìn đầu tiên ý, thì chắc tôi nghĩ là các bác nào cũng thế thôi, vì là cái nhìn đầu tiên là nó là một cái cây nó đầy đủ rồi, cái thứ hai nó rất là sạch sẽ. Đấy, nhìn nó sạch sẽ các bác. Lôm nhôm thì chưa được gọi là cái cây mà đem triển lãm, mặc dù có thể cái phôi của bác nó ok ấy, nhưng mà đó, nó sạch sẽ từ những cái rễ cho đến những cái răm, nó không bị rối rắm những cái rườm rà. Xanh rất giá trị đấy. Đấy, các bác nào cứ bảo là không thích xanh xì đi, có ra đây không mà lấy tít. Không thích là không thích những cây là lôm côm thôi, chứ đẹp cái cây gì chả thích các bác nhỉ. Em thế mà cứ nói thích ổi, nhưng mà cây gì đẹp thích hết, chẳng qua là ổi nó rẻ thôi và nó đào được. Và một số cái đồi nó có những cây quái trong dân dã thì mình kiếm được thôi. Đấy, con xanh này. Có tạo hình này, cây này em quay một số trong cái video mà vườn cây của bác Tạo Hình ở Hòa Lạc này, ở Đại Lộ Thăng Long, đó Hòa Lạc này. Thì một số cái cây cực kỳ giá trị. Bác Tạo Hình này là cây gốc Nam Định, đứng ở cái bờ này phát. Đấy. Tất nhiên các bác ra trực tiếp xem rất là phê đấy. Chứ em thì hôm nay chắc chỉ mang tính chất là giới thiệu các bác thôi, để các bác ra xem. Đấy. Những con xanh rất là ok. Mơ ước đấy các bác ạ, mơ ước. Và chắc chắn là rất nhiều tiền. Chắc chắn là rất là nhiều tiền. Những ông chùm cây thì ra đây mà thửa mà lượm về mà chơi, giao lưu, làm điền, tập tay vào này tinh tinh, dày. Sạch sẽ từ tiểu cảnh cho đến hòn đá, rất sạch sẽ. Đây ông phi lao này, phi lao mấy tỉa bông này. Hay đấy, mấy tỉa bông rất là sạch. Ngoài nó xanh ngớt ngớt, nhưng mình trong hình chắc nó hơi tối tí các bác, bởi trời nó tối rồi. Đấy, bác Tạ Huỳnh này, các nhìn Tạ Huỳnh này tôi quay rồi, tạm thời chỉ đi lướt được các bác. Đằng kia còn rất nhiều cây các bác, nhìn kìa. Tạm thời lướt qua đằng kia các bác nhé. Cực kỳ nhiều cây dọc lối đi đằng kia kìa. Quay mấy ngày không hết. Đấy. Con này. Nói chung là đẹp. Nhìn ô hòn đá này quá, nhìn phê không? Xoắn xít cứ như là ăn với nhau từ hồi còn bé thơ ấy. Đấy, ăn nằm với nhau từ hồi còn bé thơ ấy. Ghê gớm. Đó,
lập đôi, tác phẩm hạc lập đôi. Tác phẩm cây xanh này không biết là ý nghĩa là nói là về tên cây này là một loại cây xanh hay là tên cây xanh, bởi vì nếu mà tên gốc của nó mà người Việt mình gọi là xanh SC nha các bác nhé, không biết ý đồ của bác là gì, mình chưa dám nói. Đấy, nói chung là một cây rất là lùn lực, khỏe khoắn, đẹp, đẹp, hơi mang hơi hướng cổ một tí, vẫn còn mang hơi hướng cổ. Đây, con này thì đậm chất cổ này. Con này tôi nghĩ là nhiều tiền khá ở đây, đậm chất cổ ngày xưa. Đậm chất cổ nhưng mà lại bông tán này, cách tân. Nói chung là một con người là am hiểu về cổ và kim. Một cây rất là già, cái xanh rất là già. Cái này em quay rồi, cái này chắc chắn của bác Phạm Huỳnh. Đây này, cái ông để trung tâm sân vườn này này, bao nhiêu quế này, có 102 Việt Nam này. Đấy, bay tán, thân thế, một cây đủ yếu tố cổ kỳ mỹ văn các bạn. Cổ kỳ mỹ văn, đôn này. Riêng cái đôn và chậu đã cao bằng tôi rồi, đến ngực tôi rồi. Cây này thì các bác thì chắc biết rồi, cây này rất nổi tiếng, cây nguyệt quế này. Nguyệt quế này rất nổi tiếng. Nguyệt quế cực kỳ nổi tiếng. Cái này thì bác Tạ Huỳnh bác mua thôi, thường bác có điều kiện thì bác đi hay thửa được những cây rất là đẳng cấp, có 102 ở Việt Nam luôn, thậm chí có thể mang ra thế giới các bác. Rất khỏe khoắn. Hôm mà tôi quay cây này ở nhà cho bác ấy, thì nó còn chưa ra lá, nó còn đang tỉa. Đôn chậu rất là khủng. Đây các bác, mai mà các bác nào ra chắc luôn trầm trồ cây này. Bởi vì là tất nhiên nó quen mặt rồi nhưng mà vẫn ngại muốn nhìn nó. Rất là chi tiết, rất là đầy đủ, già chắc cái từng răng. Dành thời gian để những cây khác cái đã bác nhé. Xanh, sẽ cố gắng quay hết cái khu vực chính diện này là xong, là có thể tối mịt. Đây này, con hoa sứ này là tôi nghĩ là có 102 này các bác chắc chưa bao giờ thấy con hoa sứ nào nó cái củng nó như cái lư hương này các bác, nó như cái đóa hương mà người ta thắp. Đấy, rất là cái cổ trồi lên, chậu rất là đẹp. Không biết nó bị sao đây, bị sao đây, chậu thối. Rất là ghê gớm. Còn tay này, hoa sứ đang ra hoa. Các cụ đang bàn bạc mai bày bài trí như nào đây. Tạ Huỳnh chắc nó bị lõm một tí đất. Cho tí đất. Ui, con này nghệ thuật. Quá nghệ thuật. Triển lãm chào mừng 30 tháng 4 1 tháng 5 các bạn. Sứ các bác nhé, sứ nó bị bệnh thối, hạn chế tối đa tưới. Vừa nghe được các bác chuyên gia, giờ phải để khô. Đấy, chắc gọi thợ đến chăm sóc. Chung là sang tên một cái cây này là có khi là được cả cái biệt thự thậm chí còn hơn các bác. Bị lớn thì khủng lắm. Cây này em quay rồi. Cây song thủ rất là chuẩn,
rất là cân đối. Kiểu như anh em sinh đôi ấy. Còn ngũ phúc cũng rất là đều nhau. Ngũ phúc rất là chuẩn, giảm chát. Khá là tối rồi các bạn. Xanh rất là nghệ thuật. Modern này các bạn này. Cần phối quá nhỉ. Mình cùng cái modern như vậy. Modern ta. Các bạn này, cây lê kima này, trong miền Nam gọi là cây lê kima, đây là cái trứng gà, mình bắt lại trứng gà, rất nghệ thuật. Đấy, sở trường phong cách chơi mới của em là rất thích những cây có quả, các bạn, dân dã. Sau này rất ít đấy, bởi vì sau này đô thị lên thì những cây này chặt đi, xanh xi này thì chắc chắn vẫn còn rồi, vì nó là truyền thần lâu đời. Còn những cây như thế này thì rất hiếm, mà lại là nó sai trồng trong nhà, vô cùng là hấp dẫn. Cân bệ này rất là ghê gớm, cân bệ rất ghê gớm, cuộn tròn thế này và đang rất nhiều quả đó. Khi mà nó chín vàng rất là thích. Lá rất nhỏ, hết lá rất nhỏ. Đấy. Cái này thì các bác xem tổng quan là các bác biết rồi nhé, chi tiết thì nó khó. Lê kima hay là trứng gà chi răm nó khá là hợp lý, hơi siêu một chút, hơi siêu, rất sung xuê. Chung là còn hàng kịch độc, đằng kia còn rất nhiều hàng kịch độc, du già. Du già. Đấy, các bố vẫn đang bàn luận để mai bày trí nào chứ chưa vào triển lãm. Bảo tàng Hà Nội lên đèn rồi. Đây này, còn rất nhiều nhưng mà hẹn các bác ngày mai nhé. Rất nhiều cây đẹp ở đằng kia, kỳ quái luôn. Đấy, cực kỳ nhiều ở đằng kia. Rồi, tạm thời xong cái khu vực này các bác nhá. Đây này, chính diện của bảo tàng Hà Nội nhá. Hẹn gặp lại các bác ở bên kia nhá.